Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ngược dòng thời gian, khám phá câu chuyện hình thành và phát triển của một huyện vùng cao Tây Bắc, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Cá nhân tôi rất tò mò về vùng đất này bởi nghe nói phong cảnh ở đó vừa hùng vĩ lại vừa thơ mộng. Và hôm nay chúng ta rất may mắn khi có sự hiện diện của chuyên gia lịch sử ông Nguyễn Văn An người đã dành nhiều năm nghiên cứu về vùng đất Tây Bắc. Thưa ông An, điều gì khiến Trạm Tấu trở nên đặc biệt so với các huyện khác trong khu vực vậy ạ? À? Chào Ngọc Mai và quý vị khán giả. Điều thú vị là Trạm Tấu có một lịch sử hình thành khá đặc biệt. Tôi còn nhớ năm 1962, khu tự trị Thái Mèo được đổi tên thành khu tự trị Tây Bắc và tỉnh nghĩa lộ ra đời. Trạm Tấu lúc đó chưa tồn tại. Ngọc Mai có biết sự kiện nào sau đó đã đặt nền móng cho sự ra đời của huyện Trạm Tấu không? Ừm, để tôi đoán xem, chắc là có liên quan đến việc phân chia lại địa giới hành chính phải không ạ? Chính xác. Đó là quyết định 128 của Hội đồng chính phủ ban hành vào ngày 17 tháng 8 năm 1964. Quyết định này đã chia huyện Văn Chấn thành hai huyện Văn Chấn và Trạm Tấu. Vậy là Trạm Tấu chính thức ra đời. Ngay từ khi mới thành lập, trạm tấu đã mang trong mình cả tiềm năng lẫn thách thức. Địa hình ở đó rất hiểm trở với những con đường đèo dốc quanh cỏ. Điều này vừa là khó khăn vừa là cơ hội. Ông có thể nói rõ hơn về điều này được không ạ? À? Địa hình của trạm tấu có thể nói là một sự kết hợp giữa núi non hùng vĩ và thung lũng sâu hun hút. Đỉnh Sa Phình cao tới 2.853 mét. Ngọc Mai có thể hình dung nó cao như thế nào không? nhưng cũng chính nhờ địa hình này, trạm tấu có tiềm năng thủy điện rất lớn. Tôi còn nhớ một lần đến thăm trạm tấu, Ủa? tôi được chứng kiến tận mắt những dòng thác đổ xuống từ dãy Hoàng Liên Sơn, cảnh tượng đó thật sự rất ấn tượng. Nói về tài nguyên nước, trạm tấu có một hệ thống suối khe dày đặc, những cái tên như nậm tung, nậm hát nghe rất lạ tai phải không Ngọc Mai? Vâng, nghe rất thú vị. Vậy khí hậu ở trạm tấu như nào thưa ông? khí hậu ở trạm tấu khá khắc nghiệt. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 18 độ C, mưa nhiều, độ ẩm cao. Nghe thì có vẻ không thuận lợi, nhưng điều thú vị là khí hậu này lại rất thích hợp để trồng các loại cây ăn quả và dược liệu quý. Rừng ở trạm tấu cũng rất đa dạng. Ồ, điều này thú vị quá. Vậy còn tài nguyên khoáng sản thì sao ạ? Trạm tấu không chỉ có rừng, mà còn có khoáng sản. Ngay từ giữa thế kỷ kỳ Thin Time, người ta đã khai thác mỏ bạc ở căng chùa khúa, Ngoài ra còn có mỏ chỉ và nguồn nước nóng giàu khoáng chất. Ngọc Mai nghĩ sao về tiềm năng phát triển du lịch của Trạm Tấu? Tôi nghĩ là rất tiềm năng. Nhưng giao thông ở vùng núi chắc hẳn là một bài toán khó, phải không ạ? Đúng vậy. Trước đây, đường đến Trạm Tấu chủ yếu là đường mòn. Nhưng từ những năm 60 của thế kỷ trước, con đường từ thị xã lên huyện Lị đã được mở. Đến những năm 90, đường xá tiếp tục được cải thiện. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Trạm Tấu. Vậy Ngọc Mai có biết người Mông chiếm bao nhiêu phần trăm dân số ở Trạm Tấu không? Tôi đoán là khoảng 50%. Cao hơn đấy, trên 77%. Người Mông ở Trạm Tấu rất coi trọng tiếng mẹ đẻ. Mặc dù gần 50% người Mông biết tiếng Kinh nhưng họ vẫn chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Mông. Ngọc Mai biết không? người Khơ Mú mới là những cư dân đầu tiên đến định cư ở Trạm Tấu vào đầu thế kỷ Jin Hai. Sau đó mới đến người Thái. Có thật bất ngờ. Tôi nghĩ người Mông là cư dân đầu tiên chứ. Đúng là có nhiều điều thú vị mà ta chưa biết về Trạm Tấu. Vùng đất này đã trải qua rất nhiều biến động lịch sử. Từ thời phong kiến thuộc Trấn Thiên Hưng sau đổi thành Hưng Hóa, rồi đến thời Pháp thuộc, Trạm Tấu thuộc tỉnh Yên Bái. Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Nhân dân Trạm Tấu đã có những đóng góp rất lớn. Ngày nay, Trạm Tấu đang nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế xã hội. Qua câu chuyện của ông An, tôi học được rất nhiều điều thú vị về Trạm Tấu, từ lịch sử hình thành, địa hình hiểm trở nhưng giàu tiềm năng đến sự đa dạng văn hóa của các dân tộc. Trạm Tấu, từ một vùng đất hẻo lánh đang dần vươn mình phát triển. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn An đã dành thời gian chia sẻ những kiến thức quý báu này. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cô Ngọc Mai, Mai Mẹ Đảng Xe. Hẹn gặp lại.